thứ hai thì hai hai cái nhóm nhà em các cô chú toàn ba, mỗi nhà em hai. Ừ. Đúng rồi. Cậu như lớn em lớn hơn thằng em trai em 5 tuổi mà. Trong bé. Bây giờ mình lớn rồi mình ra ngoài mình kiếm tiền rồi, giờ bố mẹ chăm mỗi em thôi. Mình có tiền thì mình gửi vào, đâu nếu mình không có thì mình lo cái thân mình. Mình đến hôm nay cũng mua là phải 2 tháng mua nương nhỉ. Ừ. Khá là thứ lương. Anh em mình mới cái mua được lãi xin tiền không? Cái mình cứ con đường lãi là cho tiền nó chống. Đợi thấy mình cho nó xin. Thường thì những anh trai hay chị gái mà đi làm mà có tiền hay cho em lắm. Trước toàn cho mỗi tháng 500, nên làm có tiền toàn cho 200, 300. Em trước em đi làm VinFast thì ngày tháng này em cho 5 lít đút nợ.